Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một mẫu móc khóa chú cá hề Nemo như thế này. Ở đây mình sử dụng len mi cotton màu cam, màu trắng và màu đen. Kim móc 2.5mm. Này thì các bạn có thể trưng mẫu hoặc là gắn thêm một chiếc móc khóa để làm mẫu móc khóa cũng rất là xinh. Bây giờ chúng mình bắt đầu làm nha. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc thân của bé cá trước. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi đơn. Các bạn dùng màu cam nha. Một, hai, ba, bốn và năm. Mình sẽ gấp lại. Vòng số 2, móc cho mình theo công thức mình ghi ở trên phía trên màn hình nha. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu làm dấu để các bạn không nhầm hàng. Còn bạn nào đã làm quen rồi thì không cần kim đánh dấu cũng được nha mấy bạn. Móc cho mình 2 mũi đơn. Sợi dây dư phía sau mình sẽ chèn móc ở phía sau để giấu nó đi. 1 2. Sau đó là một mũi tăng. Tăng là hai mũi chung chân nha. Tăng nè. Sau đó là hai mũi đơn. Mình làm dấu để cho các bạn dễ phân xác định hàng. Một, hai. Đến đây các bạn lộn trái qua, lộn qua mặt phải. Rồi, các bạn lại tiếp tục làm dấu cho mình. Hàng số 3, móc cho mình một tăng, một đơn, hai tăng, một đơn và một tăng. Cứ nhìn công thức mình có ghi phía trên nha, cho khỏi nhầm. Một tăng nè, nó hơi nhỏ, các bạn hơi khó móc một xíu. Một tăng, một tí nữa lên phía trên thì dễ móc thôi. Sau đó là một đơn. Hai tăng. Tiếp theo là một đơn. Và một tăng. Rồi, đã xong hàng số 3. Mình làm dấu qua hàng số 4. Hàng số 4 móc cho mình một đơn, 7 tăng và 2 đơn. Một đơn nè, 7 tăng, 1 tăng, 2 tăng, 3 tăng, 4 tăng, 5 tăng, 6 tăng,
7 tăng và 2 mũi đơn, 2 mũi ít. 1 2. Hàng số 5, móc cho mình 4 mũi đơn. 1 2 3. Sau đó các bạn để ý nha, móc 1 tăng 1 đơn, lặp lại 4 lần cho mình. Một tăng nè, tới một đơn nè, một lần. Một tăng nè, một đơn nè, hai lần. Ba lần. Và bốn lần. Sau đó là móc cho mình một tăng. Và cuối cùng là 4 mũi đơn. Một. Hai. Ba. Và bốn. Tiếp tục qua hàng số 6, móc cho mình 5 đơn. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó móc 1 tăng 1 đơn, lặp lại 6 lần. 1 tăng nè, 1 đơn nè, là 1 lần. 2 lần. 3 lần. 4 lần. Năm lần. Và 6 lần. Các bạn nào mà nhìn không kịp thì nhìn lên phía trên công thức giúp mình nha. Sau đó là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Hàng số 7, móc cho mình 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó là 1 tăng. Mười mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Tiếp tục là 1 mũi tăng. 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Hàng số 8, hàng cuối cùng, móc cho mình 30 mũi đơn. 1 2 3 4
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và 30. Các bạn đã thấy nó tạo hình cái mũi, cái miệng của chú cá chưa? Nó tạo một cái độ cong này. Và rồi tiếp theo mình sẽ thay màu trắng. Các bạn dùng len màu trắng tạo cho mình một mũi gút. Sau đó mình sẽ thay vào màu cam, các bạn vẫn giữ nguyên nha, mình không cắt nha, một tí nữa mình sẽ còn móc màu cam nữa. Rồi, màu trắng móc cho mình 30 mũi đơn. Sợi dây này mình móc để mình chèn vào bên trong luôn. Sợi màu cam mình không cắt, mình sẽ để cho mình sẽ để ở đây. Một tí nữa mình sẽ thay. Mũi đơn 1 2 3, các bạn cứ móc và tương tự như vậy, 30 mũi đơn, 2 hàng màu trắng, móc 2 hàng cho mình. Xong 2 hàng màu trắng thì chúng ta được như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ đổi màu cam, móc cho mình 2 hàng màu cam, cũng là 30 mũi đơn luôn nha. Hàng màu trắng này mình vẫn giữ nguyên nè, không cắt, một tí nữa mình làm tiếp. 1 2 3 4 5 móc cho xong, mình xung quanh thêm 2 hàng màu cam nữa. Bây giờ chúng mình lại đổi qua màu trắng nha. Vẫn móc 30 mũi đơn, 2 hàng trắng cho mình. Một, hai, ba, bốn, móc xung quanh hai hàng trắng thêm cho mình nữa. Chúng ta đã xong hai trắng, hai cam và hai trắng. Tiếp tục, các bạn móc cho mình và một cam 4 mũi đơn. Sợi dây len trắng này mình sẽ móc chèn vào để một tí nữa mình cắt cho dễ á. 1 2 3 và 4. Sau đó các bạn sẽ giảm 2G ở hai bên, 3 mũi trên kim nè. Các bạn sẽ giảm còn 2 mũi trên kim và còn 1 mũi là giảm rồi nha. Tiếp tục móc 1 2 3 và 4, giảm, lặp lại như vậy cho mình 5 lần nha, cho hết hàng cho mình. Phần len màu trắng thì ở phía trong thì mình có thể cắt bỏ đi. Mình sẽ làm thêm một lần nữa cho các bạn thấy nè. 1 2 3 4 và một mũi giảm. Lặp lại cho đến hết dòng cho mình. Hàng số 16 móc cho mình 3 đơn 1 giảm, lặp lại 5 lần. 1 2 3 3 đơn 1 giảm. À, lúc nãy mình sẽ để đây cho làm dấu nha bạn, cho dễ.
Tiếp tục, 3 đơn. 1, 2, 3 và 1 giảm. Móc như vậy tương tự cho mình, 3 đơn 1 giảm. 5 lần cho đến hết hàng. Lại tiếp tục làm dấu. Hàng số 17 móc cho mình 2 đơn 1 giảm, lặp lại 5 lần. 1, 2 đơn và 1 giảm. Móc tương tự như vậy cho đến hết hàng cho mình. Đến đây thì các bạn ngưng và nhồi bông cho mình nha. Hàng số 18, 1 đơn 1 giảm, lặp lại 5 lần. Phần nhồi bông này các bạn không có nhồi tròn nha, không có nhồi tròn như con thú, tại vì cái đây là con cá, cho nên mình sẽ làm dẹp. Mình sẽ bóp như vậy nè, cho nó dẹp. Một đơn và một giảm, lặp lại 5 lần. Một đơn, một giảm. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần và năm lần. Sau đó các bạn cắt chỉ một đoạn len cho mình. Các bạn dùng kim khâu lên, mình sẽ khâu phần đáy lại, phần cái đuôi lại. Khâu dẹp như vậy nha các bạn. Phần len như mình sẽ giấu ở bên trong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đuôi. Đen. Tạo cho mình một dây bính dài 8, gồm 8 mũi bính nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Sau đó móc cho mình 60 đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chân móc cuối cùng, móc cho mình 3 mũi chung chân. Một, hai, ba. Ba mũi chung chân mình ký hiệu là W nha bạn. Tiếp theo là 5 mũi đơn.
Một, hai, ba, bốn. Và một mũi tăng. Sau đó code hàng. Và các bạn đổi qua màu cam cho mình. Tạo một mũi rút trước. Màu cam đổi qua. Móc cho mình 16 mũi. Mình sẽ móc chiền 2 dây vào bên trong luôn. Để một tí nữa mình sẽ cắt chỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình cắt chỉ đi cho dễ móc hơn. Và 16. Chúng ta lại tiếp tục làm dấu. Hàng số 4. Hàng số 4 móc cho mình 6 đơn 1 giảm lặp lại 2 lần. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó giảm. Tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 và giảm. Chúng ta qua hàng số 5 móc cho mình 5 đơn và 1 giảm lặp lại 2 lần. 1 2 3 4 5 và giảm. Một, hai, ba, bốn, năm và giảm. Rồi, mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn len nha, để mình sẽ khâu vào thân bé cá. Kéo nhấp hoài mà không đứt luôn. Mình sẽ tạm để đây. Giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hai chiếc vây ở trên. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc, chiếc còn lại các bạn móc y chang như vậy nha. Các bạn dùng màu đen tạo cho mình một dây bính gồm 5 mũi bính nha. 1 2 3 4 và 5. Sau đó móc cho mình 3 mũi đơn. 1 2 3. Và tiếp theo là
ba mũi chân chân, mình ký hiệu là W. 1 2 3. Tiếp theo là hai mũi đơn. 1 2 và một mũi tăng. Cắt chỉ. Sau đó các bạn đổi màu cam cho mình. Làm tương tự là cũng tạo một mũi gút. Móc cho mình 10 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Mình cắt bỏ đi cho dễ móc hơn. Chín và 10. Hàng cuối cùng, hàng số 4, móc cho mình 3 đơn 1 giảm. Lặp lại 2 lần. 1 2 3 và 1 giảm. Một, hai, ba và một giảm. Bạn móc cho mình thêm một quay này nữa nha. Chù lại một đoạn lên cho mình. Mình đã tạo xong hai phần vây phía trên lưng này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc vây hai bên hông này nha. Mọi người sẽ dùng một cam tạo cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 4 mũi đơn. Một, hai, ba và 4. Vòng số 2 móc cho mình 1 đơn và 1 tăng, lặp lại 2 lần. 1 đơn, 1 tăng. 1 đơn và 1 tăng. Sau đó các bạn lộn trái lại. Phần lên dư này mình có thể cắt đi. Hàng số 3, móc cho mình 1 đơn 1 tăng, lặp lại 3 lần. 1 đơn 1 tăng. 1 đơn 1 tăng. 1 đơn 1 tăng. Hàng số 4, móc cho mình 9 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Sau đó chúng ta chuyển qua màu đen. Các bạn tạo cho mình một mũi gút. Kéo qua.
Vòng số 5, móc cho mình hai đơn một tăng lặp lại 3 lần. 1 2 tăng. Một, hai, tăng. Một, hai và tăng. Kết hàng bằng một mũi trượt. Các bạn tiến hành khâu. Mình sẽ định vị. Các bạn dùng kim định vị, các bạn định hình cái đuôi cá nha cho mình. Còn bạn nào mà cảm thấy không cần kim thì các bạn tự khâu cũng được. Như thế này. Quay sóng lưng thì các bạn sẽ định hình từ phần miệng thẳng xuống phần đuôi. Bạn sẽ để cái phần viền trắng này nè định vị cho mình. Làm gì? Để một tí nữa mình sẽ dễ khâu hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khâu đuôi nha. Rồi phần quay tương tự các bạn cũng khâu tương tự như vậy cho mình. Rồi, các bạn khâu tương tự cho mình cho đến hết cái đuôi và phần vai luôn. Phần vai trên thì các bạn cứ cần xỏ qua xỏ lại hai bên này, các bạn kéo thôi nha. Đây, xỏ qua rồi xỏ qua bên này, kéo qua bên kia. Đó, các bạn cứ khâu tương tự như vậy cho đến vai bên này cho mình luôn. Chúng ta đã khâu xong phần đuôi và hai vai trên lưng. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu phần vai dưới này nha. Mình sẽ chụm hai đầu lại và mình khâu. Sau đó các bạn sẽ xỏ từ đây. Các bạn sẽ xỏ qua bên này. Mình xỏ vào bên này. Để một tí nữa mình sẽ khâu gì nè. Bạn thấy không? Vai dưới này thì các bạn chỉ cần khâu cái phần dưới này thôi, không có khâu hết cái vai nha.
này các bạn chỉ coi cái phần dưới thôi. Các bạn khâu ở phía dưới nè, phía bên mình nó sẽ đứng, nó sẽ nhìn nó sẽ như thế này. Sau khi khâu xong, các mình sẽ làm hở mắt. Các bạn sẽ dùng cái sợi dây này làm hở mắt luôn nha, bằng cách là tính nè, 1, 2, 3, hoặc tính 1, 2, 3 xuống. Rồi các bạn sẽ làm một hõm mắt. Thấy nó có một hốc mắt, tạo hốc mắt chưa? Mình sẽ tạo hốc mắt tiếp theo. Và sau đó sẽ kết lại dấu và cắt len. Còn dư len thừa thì các bạn làm cho mình cái phần miệng này luôn nha. Còn bạn nào mà không muốn vào phần miệng thì cũng khỏi làm cũng được. Mình sẽ nhét phần len dư vào bên trong, tại vì nó không có đủ len để mình xỏ kim á. Sau đó mình sẽ dùng hạt cườm hoặc là mắt, các bạn sẽ gắn vào nha. Mình sẽ dùng mắt. Mình sử dụng là mắt 5 mm. Bạn dùng keo sữa. Mình sẽ khâu vào, mình sẽ lấy vào nha. Các bạn có thể dùng keo này để dán cũng được nha. Và đây là thành phẩm mình và mọi người cùng làm nè. Chú cá đã xong rồi. Ở đây miệng thì mình làm thêm thôi nha. Còn các bạn nào không muốn làm phần miệng thì cứ để yên như thế này. Mình sẽ trang trí thêm một chút vào phần mắt chỗ đây nữa, vô bằng len màu trắng. Nếu thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ mình nha, like và chia sẻ video để mình có thêm động lực làm ra những sản phẩm mới để hướng dẫn các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.